Hello mọi người, lại là em đây. Kita Manet nha, chào tất cả mọi người nha. Đây là bà xã Đôi của em nha. Chào mọi người nào, em gái. Đây, mình đã thấy cây nhạn nha mọi người nha. Mình sẽ lên test cây nhạn luôn. Rồi lên tới kia review cho mấy bác xem nha. Đây, cây này. Rồi, lên cùng em nha. Em đã lên được một nửa nha mọi người nha. Cái kia là cây nhạn nha. Đó. Mở qua. Đây, cái này là đích ngọc to nha. Đây, em sẽ lấy xuống lát nữa nha. Giờ em leo lấy cây nhạn trước nha mọi người nha. Tạm ngừng đây nha. Kia, em đã chặt xuống rồi. Giờ em bóc cái này nha. Bóc cả vỏ nó. Em xuống luôn. Đây mọi người, em đã xuống tới nơi nhá. Em nhận đây 3 lá thôi. Với lại em Trường Sơn đây. Hoa rất đẹp nha mọi người nhá. Hoa Trường Sơn rất là đẹp luôn đó. Đây mặt hoa của nó rất là đẹp luôn. Giờ em sẽ chặt nhá. Mọi người ủng hộ em nha. Đăng ký và chia sẻ và like cho em nha. Cây gì hồi nãy kia ta. Tất cả anh em bình luận và chia sẻ cho em nha. Là cái đó em tặng nha. Tặng tất cả mọi người nha. Mọi người ủng hộ kênh em nha. Em sẽ tặng cái đó. Giờ em tạm ngừng em lấy cái này ra nha. Rất là đẹp nha. Mà lá rất là to luôn. Đúng bà luôn, dày. Em tới nhà mọi người nha, chiều em mới làm xong, vừa kiếm làm về đây. Đây, cục này, cục chun này. Cục lụa này, rất là đẹp luôn nha. Rất là đẹp luôn cái này. Đó, trồng lan thì rất là nhiều thế luôn nha. Đây, nó nặng một con này, đây như thế này đây. Cây cầm xe nha mọi người nha. Còn mấy cây khác chắc nó mục rồi. Lâu năm lắm rồi cái này. Cái này thì được 3 ký chẳng luôn. Được 3 ký luôn. Chiều dài từ dưới đây 2, 4, 60cm. Chiều rộng thì em chưa biết. Chiều rộng chắc tầm đây, tầm 40 mọi người ơi. Tầm 40. Cục này bác nào quan tâm ok chấm cho em và Zalo nhé. Đây em này thì lụa rất là to, em này là to nhất. Toàn lụa không, em này thì toàn lụa không. Và cái thế đây buộc dây hoặc là mọi người làm gì treo lên, nhưng theo em thế kiểu này nó mới đẹp đây. Thế kiểu này nó mới đẹp. Còn cái này thì rất là nặng luôn, 4 ký. Thư điện thoại. Cái này nặng 4 ký luôn nha mọi người nha. Đây, lụa nó rất là đẹp luôn nha. Đây. Nhưng mà theo của em nghĩ thì nó phải nằm như thế này thì cũng không đẹp mấy. Nó thế này. Đấy, thế này. Nhưng mà cái này thế này là nó có đủ luôn. Đây, bên này em lọc ra hết cái vỏ của nó rồi đây. Đây, cái giác tươi nha. Đấy, 4 ký. Bác nào quan tâm là vào Zalo em nha. Em bán rẻ nha. Mong mấy bác ủng hộ và đăng ký kênh của em nha. Chia sẻ. Em sẽ bán rẻ với lại tặng cho mấy bác nào quan tâm nữa. Chia sẻ cho em, cho em một đăng ký là em tặng cái lụa này rất là đẹp đây nha. Chắc được 25cm á. Còn chiều dài 2, 4, 60 về thế này. Em nó có cục đây luôn. Phần nét nhỏ này hắn khoảng là một khăn quẩy sạp. Đây, rất là đẹp nha. Chịu. Đây. Em lọc ra hết rồi nha, làm bài bán hết rồi. Em chưa xịt nước, gọi là bài bán thôi.
Cái này nặng mấy cân? 2 cân 2. Đây là 2 cân 2. Em này nữa. Em này thì đây, giác nó đã gọi là mục giác rồi. Đây, giác là mục rồi nha mọi người nha. Nhưng mà đây là cái lõi nha. Ở đây có giác, ở đây thì không có giác đâu. Lõi không luôn. Là không bao giờ mục nha. Rất là con. Đây. Lụa rất là đẹp luôn nha. Đó. Nếu mà mấy bác bỏ chậu thì bỏ chậu như thế này. Bỏ đế nó cực bỏ chậu thế này. Đứng thế này, lan một lan đây, hai đây thì quá bài bán luôn mấy bác ạ. À, chiều dài của nó thì 2, 4, 60 luôn nhá. Cân nặng thì không biết bao nhiêu. Có 1,5 kg à? 1,5 kg cái này. Rồi. Em này nữa. Em này rất là xinh luôn. Đây. Đây. Chỗ này thì lõi không nhá, còn chỗ này có giáp sơ sơ. Nhưng giáp này thì nói chung không sao, nó lõi là chắc lắm. Phải cầm xem hàng sau đó xích 1 á, giờ hạn chưa là bắt tay mệt á. Đây, rất là đẹp lụa nhá, đường lụa đây rất là đẹp. Cái này thì nhẹ chắc tầm đúng 1 kg luôn mọi người ạ. 1 kg luôn. Cái này đúng 1 kg luôn. Đây, có em này nữa. Em này thì rất là đẹp luôn. Đây, thế này. Mà mọi người muốn treo thì làm thế này. Nói chung là không muốn treo bỏ chậu thì lại làm thế này. Cắt cái này đi, làm thế này. Y như đây, nếu mà thế ngồi đây. Như kiểu gì ta? Rất là đẹp nha. Rất như kiểu gì cũng tả không nổi nữa. Đó, em này thì rất là nhẹ. Cái này thì nặng hơn nhá mọi người, 1,1 kg luôn, 1,1 kg luôn. Bác nào quan tâm thì chụp lại mấy cái cây em quay nhá, rồi cần cây nào thì nói em, cái này thì em tặng nhá. Bác nào quan tâm em vào chia sẻ cho em là em tặng nhá, tặng cái này nhá mọi người. Đây. Cái này thì làm cái này cũng được. Đây, bỏ chậu á, cắt này bớt đi, bỏ chậu cái này rất là ngầu nhá. Đó đấy, rất là ngầu. Đây. Ở đây, đây toàn lụa không luôn. Bò mới xin em. Chiều dài thì 40 nha mọi người. Cái này thì được 1,7 kg luôn. 1,7 kg luôn. Với em này nữa. Đây. Rất là nhẹ nha. Về treo dàn thì quá ok luôn. Đây. Bỏ toàn lan đây. 1 cây, 2 cây. Nói chung còn 1 cây, 2 cây là vừa đẹp. Còn thế này thì không biết là mấy bác có ý tưởng cái gì nữa. Quá là tuyệt vời luôn. Cái này thì được có 9 lạng. Còn cái này thì rất là đẹp luôn nha. Đây. Bỏ chậu quá là ok luôn. Bỏ chậu quá là ok luôn mà treo thì cũng ok luôn. Cái này được rất là đẹp luôn. Nhưng mà nó nhỏ nhất mà nó 1 kg luôn mọi người ơi. 1 kg luôn. Đó. Chỉ có vậy thôi. Hello chào mọi người nhé. Sợ.